từ tháng 1 năm 2025, 105 thành phố, thị xã trên toàn quốc sẽ bị siết phân lô bán nền. Chào anh chị và các bạn đến video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Đây là những thông tin được nhiều anh chị nhà đầu tư trên toàn quốc đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Và đầu tư anh chị ạ, nếu tài chính là mạch máu thì các chính sách của nhà nước chính là oxy mà các nhà đầu tư cần phải quan tâm. Và đầu tư thì chúng ta cần phải có cái tầm nhìn trước đấy từ 2 đến 3 năm, thậm chí lâu hơn nữa, để chúng ta định hướng ra được những cái gì sẽ diễn ra, khu vực nào sẽ phát triển, để từ đó tìm ra được những loại hình bất động sản có thể gặp rủi ro để chúng ta phòng tránh và sở hữu những cái tài sản tiềm năng có giá trị tăng trưởng, tầm nhìn từ 1 đến 2 năm. Và đầu tư bất động sản anh chị ạ thì phải làm sao? Thứ nhất là phải có an toàn đã, thứ hai sinh lời, và cái thứ ba là gì ạ? Hạnh phúc và vui vẻ. Và trong video ngày hôm nay, Nguyễn Đoàn sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn những việc mà chúng ta cần phải làm, bởi vì chúng ta đang là người đầu tư, trừ khi anh chị đang sở hữu những cái tài sản đấy ở. Và đầu tư thì chúng ta chỉ quan tâm đến lợi nhuận, đúng không ạ? Và tiền của chúng ta không quan tâm thì chúng ta quan tâm đến điều gì, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng phân tích xem là chúng ta cần phải làm gì khi chính sách này thực hiện từ tháng 1 năm 2025. Và cụ thể 105 thành phố thị xã gồm có 2 đô thị loại đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 22 đô thị loại 1, 36 đô thị loại 2, 45 đô thị loại 3, 29 thành phố và 16 thị xã. Anh chị có thể tìm hiểu sâu khu vực mình đang ở. Và theo quan điểm cá nhân của Nguyễn Đoàn, chúng ta có thể làm những việc sau đây. Cụ thể là chúng ta sẽ tìm đến những ngách đầu tư khác để có thể tránh được những cái yếu tố này mà vẫn tìm kiếm được lợi nhuận anh chị ạ. Cái ngách đầu tiên mà Nguyễn Đoàn nhìn thấy ở đây đó chính là chúng ta sẽ tìm đến những bất động sản giá rẻ hoặc những khu vực nào đã phân tách sẵn, kể cả trong các khu vực đang là có những cái chính sách siết phân lô tách thửa đấy. Thì tất nhiên thời điểm này có nhiều tài sản nẻ hoặc là nguyên cả một cái lốc đấy, có thể là vài chục sản phẩm người ta đang cần bán nhưng mà bán với mức giá rẻ, thì đây là những cái thời điểm mà chúng ta có thể mua vào được anh chị ạ. Ví dụ giá rẻ ở đây thì hiện nay khung giá thị trường đang bán với mức giá 1 tỷ thì đâu đó chúng ta sẽ tìm được những cái tài sản chỉ có mức giá là từ 5 hoặc là 6-700 triệu gì đấy, thì chúng ta có thể đầu tư và sau đó chờ thị trường tăng giá. Và tất nhiên các khu vực đấy phải đang có sự thay đổi về cơ sở hạ tầng, về công nghiệp hay là tốc độ đô thị hóa. Và hiện nay ở Bình Phước thì anh chị có thể tìm đến các địa phương như là Đồng Phú, Đồng Xoài hay là Trơn Thành, hay là một số khu vực như là trung tâm của thị trấn hay là trung tâm thị xã. Đấy là cái loại hình bất động sản số 1, ngách số 1 mà chúng ta có thể hướng đến trong thời gian tới. Cái thứ hai là anh chị có thể tìm đến những loại hình bất động sản có thể gia tăng giá trị anh chị ạ. Gia tăng giá trị ở đây gồm có những công việc. Thứ nhất là chúng ta tìm đến những cái tài sản không có sổ để làm sổ cho nó. Và hiện nay ở Bình Phước những cái dạng tài sản này khá là nhiều, phần lớn là đất rẫy hay là dạng đất vài nghìn mét vuông một, thì giá của nó khá là rẻ. Nhưng nếu chúng ta có kiến thức, có kinh nghiệm và biết sử dụng cái kỹ năng của mình để làm sổ cho nó, thì có thể là từ một cái tài sản đang là 5 đồng, sau đó chúng ta đầu tư thêm thời gian một chút chi phí nữa thì giá của nó có thể tăng lên từ 10 thậm chí 15 đồng. Thì hiện nay những khu vực ở các huyện của Bình Phước đều có những dạng tài sản này. Hay là chúng ta có thể tìm đến những bất động sản có thể gọi là chuyển đổi được. Ví dụ như là hiện nay nó là đất trồng cây lâu năm và chúng ta có thể đầu tư thêm một thời gian một chút chi phí nữa để chuyển đổi cho nó, và giá của nó cũng khá là rẻ anh chị ạ. Đấy, và sau một khoảng thời gian có thể là vài tháng hoặc là một năm, nếu chậm trong cái việc chuyển đổi thì cái giá trị của nó cũng tăng cao. Thì hiện nay ở Bình Phước cũng có nhiều xã, huyện cũng có những cái dạng tài sản như vậy. Hoặc là những bất động sản có thể làm đẹp được, có thể là chúng ta những cái tài sản ví dụ như là thấp hơn đường, hay là nó không có điện chiếu sáng, hay là chúng ta có thể làm vài xe đá mi hoặc là đầu tư thêm ít chi phí trải nhựa. Thì khi gia tăng cái giá trị về cái mặt cảnh quan như vậy thì anh chị thấy cái giá của nó sẽ thay đổi khá là tốt và lợi nhuận nó cũng phát sinh từ đây anh chị ạ.
Thì hiện nay ở Bình Phước những loại tài sản ví dụ như là thấp hơn đường hay là xấu xí thì rất là nhiều. Nhưng nếu chúng ta chịu khó tìm kiếm thì có khả năng chúng ta sẽ tìm được những cái tài sản mà nó ở trong các khu vực đông dân, hay là đường xá ở khu vực đấy đang là phát triển, hay là công nghiệp khu vực đấy đang là phát triển, và chúng ta có thể tiến hành gia tăng giá trị cho nó. Như vừa rồi Nguyễn Đoàn chia sẻ là gì ạ? Làm sổ, chuyển đổi, làm đường, làm về hè, điện chiếu sáng, cây xanh, anh chị ạ. Cái ngách số 3 mà chúng ta tìm đến ở đây đó là những cái loại bất động sản dòng tiền, anh chị ạ. Những loại bất động sản dòng tiền hiện nay ở Bình Phước tuy rằng nó chưa được mạnh như các khu vực trung tâm, các tỉnh đã phát triển, nhưng chúng ta sẽ có phần lãi mạnh ở cái giá đất khi mà thị trường nó tăng giá. Thì hiện nay với cái tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp, đô thị ở một số địa phương của Bình Phước thì những khu vực này tầm nhìn có thể 1 đến 2 năm là đã ra kết quả rồi. Hơn nữa là cái nhu cầu dòng tiền hiện nay ở Bình Phước tuy nó chưa có mạnh nhưng mà nhu cầu nó đang tăng cao, bởi vì những cái địa phương đang là phát triển công nghiệp thì cái nhu cầu ở vui chơi giải trí, nhập cư mới đang là tăng dần. Thì những khu vực ví dụ như là trung tâm thị trấn, hay là trung tâm thị xã, hay là trung tâm thành phố, hay là trung tâm các khu vực xã, các khu vực mà tập trung đông dân, buôn bán nhộn nhịp, thì những khu vực này anh chị ạ, cho thuê dòng tiền cực kỳ tốt, dễ. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhu cầu nó đang tăng. Và những bất động sản này khi mà thị trường nó bắt đầu có dấu hiệu âm nóng, hay là nền kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục, thì cái nhu cầu mua hay là sử dụng dòng tiền rất là tốt, chúng ta sẽ dễ dàng thanh khoản bán và cho thuê. Đây là những cái tài sản tuyệt vời mà theo cá nhân Nguyễn Đoàn anh chị có thể nhắm đến trong thời gian tới. Tiếp theo là chúng ta có thể tìm đến những bất động sản khác biệt và sau đó chờ thị trường tăng giá, anh chị ạ. Những bất động sản khác biệt này là như thế nào? Ví dụ như là hiện nay nó chỉ là những cái con đường, đường đất thôi, hoặc là những cái khu vực như là gần ngã ba, gần ngã tư, hay là góc ngã ba, góc ngã tư, như là các khu vực ở đấy nó đang là phát triển về đường xá, về đô thị, về công nghiệp, thì hiện nay giá của nó đang khá là rẻ. Tất nhiên chúng ta có thể đầu tư tầm nhìn có thể để một năm hoặc là vài tháng cũng được. Và khi mà thị trường nó có những dấu hiệu ấm nóng thì những khu vực này bán cũng dễ và có tiềm năng tăng giá khá là tốt. X gọi là gì ạ? 5 đến 10 lần thì chúng ta chưa dám mong muốn. Nhưng mà gì ạ? Tăng trưởng 30 đến 50% tại các khu vực này là điều hoàn toàn có thể. Bởi vì nó đang có sự phát triển về hạ tầng, về công nghiệp, về tốc độ đô thị hóa, anh chị ạ. Phải là những bất động sản khác biệt, anh chị nhá. Ví dụ như là gì ạ? Nó là góc ngã ba, ngã tư, 2-3 mặt tiền, hoặc là gì ạ? Gần ngã ba, ngã tư, hay là gần các cổng khu công nghiệp, các khu vực mà gì ạ? Đang là sôi động về gì ạ? Buôn bán, hay là sôi động về công nghiệp. Thì những khu vực này công nghiệp phát triển, kinh tế phát triển thì thanh khoản dễ, được giá và gì ạ? Sử dụng hay là khai thác dòng tiền đều hiệu quả. Anh chị có thể nhắm đến những cái ngách vừa rồi như Nguyễn Đoàn chia sẻ. Và điều thứ hai cũng như là giá trị cho mọi người, hãy bình luận cũng như là chia sẻ cho họ. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, theo dõi trang để làm sao nhận được những nội dung giá trị từ bất động sản Bình Phước Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.